con bạc ngon quá nhờ anh em nhờ. Con bạc ngon lắm, hay là bỏ bớt hai pháp sư đi không? Hay bỏ con nào đi được? Không, không chơi 4 tiền. Con này ngon thế. Làm sao nhỉ? Con này. Không, chắc là không chơi con đấy đâu. Chơi con đấy không? Cho con bạc vào đây đi. Bỏ tạm bọn luyện rồng mà đi đã nha anh em nhá. Không không, rồng đấy không lên hai được. Mình chỉ đánh mấy con rồng 4 tiền này thôi. Có Zoe rồi thì để con này cũng được. Để phát sự cũng được. Bỏ luyện rồng đi nhở. Để như này là đẹp đúng không? Bây giờ làm sao mà lên được 8? Không thì cho mình một cái slot đi. Slot sơ lủng gì đấy. Ừ thì có dám lấy lôi long đâu. Có dám lấy đâu. Đi nơi. Xin lát à. Để nước mắt trong lòng ra. Đây mang mình lấy đây. Xong mình luôn 3 xa thôi nhở. Nếu mà mình lên được cấp thì mình thay con kia bằng con xì phé là ngon kìa. Và mình mạnh luôn. Em Đức Anh làm viện không nghỉ ngơi đi, cứ xem live thôi em Đức Anh ạ. À. Em Anh cứu chị đầu đây, chị đầu sắp niệm mẹ rồi. Anh ơi. Hiệp độ không lên 8 đâu mọi người ơi. Ok nhá. Bây giờ làm sao mà lên được. Ai giời ơi. Làm sao lên được cấp bây giờ anh em ơi. Tăng tỷ lệ ra thì mình roll dễ hơn này. Không nuôi Soraka, có Soraka đâu mà nuôi. Có Soraka. Đấm đau phết này các bạn. Đấm được đấy, con rồng mày giữ lại đi. Thôi chắc là đánh khung ngày luôn, không cần măm măm nữa, bỏ măm măm đi đi. Đánh như này. Em ơi, sao mình cảm giác như kiểu bây giờ đã là 5 chấm rồi ấy nhở. Không có Soraka, bây giờ em lấy đâu Soraka bây giờ. Bây giờ nhá, em xem nào mấy nhà đánh Rai. Ôi. Chết rồi. Chưa kịp xếp lại rồi. Mà chắc chả thua được nhà này đâu. Thế đàn. Cuồng đấy. Chắc là không thua đâu anh em. Mình không có linh cảm mà thua nhà này lắm. Nhà này yếu quá. Nhà này yếu quá. Bà ơi, bà thách đi bà ơi. 3% rồi anh em ạ, 3% rồi. Không được em ơi, để đây. Thứ nhất là mình ôm không cho người ta chơi. Nhiều nhà chơi không? Nhà người ta đánh cái gì? Ừ, không ai đánh ra anh em ạ. Ngon, mình luôn 3 sao được. Mà này nhà này cầm xi lát rồi. Nhà này cũng cầm xi lát rồi. Slip lách. Bán thì bán rồi.
Chết rồi. 32. Thôi phải bây giờ có chiến lợi phẩm mới làm cái quyền trưởng vậy. Quyền trưởng. Đấy nhà cái sâu zin, nếu mà có tháo rồi thì tính sau. Chúng thua nhà này lắm anh em ơi. Này có tận 3 bí ẩn. Cháy rực luôn. Con lợn này mới top 8 này anh này. Con lợn này mới top 8 này đấy. Mấy con lợn này đi đây. Đi đây. Nhà máy tái chế năng lượng xanh. Ôi đồ không ngon lắm anh em ơi. Hay tiên tri để lấp nhở. Tiên tri lấp cũng được đấy chứ. Nhưng mà con của mình thì cũng không. Bà của mình thì không cần xếp lắm. Mình muốn lấy cái này hoặc cái này hơn anh em ạ. Ví dụ mà có ấn pháp sư thì mình lấy cho bạn ngon. Lấy cái này đi. Lấy đồ ấy đi. Ba là cái gì? Sô zin cả cho con này này anh em. Bốc đồ cho con này này đấy. Mình tính hết rồi anh em ạ. Mình còn trâu hết rồi anh em yên tâm. Mình tính toán các thứ chuẩn chỉ lắm anh em không phải lo. Sao 3 sao full hết rồi này. Silas không 3 sao à. Silas 3 sao thì hơi yếu. Trăm rồi mà đấy. Ảo thế nhở. Ảo chưa anh em ơi. Đây, tí làm bốc đồ cho này tanh này. Nhà Soji này, cái Soji này đẹp mà. Đồ mình đẹp mà. Mày mất chiêu luôn à? Ui ôi. Mày đần thế. Chưa 32 cấp 32 máu cơ mọi người ơi. 32 máu cơ. Ừ có 5% rồi. Bạn lên vào 8 rồi. Có biến pháp sư này. Ô, lấy mẹ biến pháp sư anh em ạ. Bỏ con vừa la ra. Đúng không. Biến pháp sư cho con bạt này này. Ngon đấy chứ. Nhờ. Sao hoặc là mình kẹp thêm một con tanh nó vào đây là đẹp. Tại vì con vừa la này nhìn trông nó cũng không. Hoặc là hai con Silas này cũng ngon này. Sao vừa la sao lên 3. Đây hoặc kẹp ám long. Ám long thì thôi.
Hôm qua làm pháp sư ngon. Này ngon hơn á. Không cần thượng long ở đâu anh em ạ. Không cần thượng long ở đâu. Rồi cho ai con này ngon hơn. Con này ba cũng khỏe nhỉ. Lulu thì có ẩn cũng ngon này, mà Lulu nha. Ui, trông khỏe đấy chứ anh em ơi. Chị fan phải 2 cơ, bây giờ con việc tôi lên 3 sao rồi. Đấm chết luôn anh em. Đấm chết luôn. Cay chưa, cay không? Cay nhờ. Lên cấp đấy. Ai cho em đội lên cấp đấy. Drone này chết đấy. Drone thôi, cứ drone thôi anh em ạ. À. Drone em đâu cứ drone. Hiệp ẩn game này có khi ngon đấy. Tại vì ẩn ngon đấy, có khi Lulu ngon đấy anh em ạ, à, tại vì toàn phép thôi. Tí mình kiểm tra lại đến bao nhiêu nhà phép mình kiểm thêm ẩn. Con này lên mai thì mình kiếm thêm bẩn. Soraka làm gì có. Cứ Soraka đâu. Cứ Soraka đâu. Này 7% rồi. 7% rồi. Kiếm không được, kiếm ôi lấy đi, lấy luôn. Ôi, cái này ngon quá anh em ơi. Suzy này, rồi cầm giáp gai này, cầm bốc đồ này. Trời ơi nó gọi là mắc binh luôn anh em ạ. Lấy Soraka hồi máu ngon luôn. Đâu Soraka đâu, Soraka đâu. Con này bao nhiêu mana cho này luôn đi. Cho nó vào nó ulti sớm luôn này. Không, tuần này nếu mà mình trụ được 2 tuần nữa thì mình lên được. Mình lên xong mình hết tiền luôn. Đấy. Rosilat 3 ngon anh em ơi, Silat 3 tên khỏe luôn nha. Này, kinh ấy. Toàn nhà khỏe thôi anh em ơi. Mình sẽ để 2 con ở giữa nhá. Nami Iron không? Muốn lên cấp quá nhưng mà cái nhà này trông cứ kinh kinh kiểu gì ấy, anh em ạ. À? Này như con rồng nó cứ kiểu kinh kinh ấy. Mọi người có thấy kinh không? Con này là cái con gì sát thủ ấy đúng không? Chết mẹ rồi. Sao lại sát thủ ở đấy được? Lên chết luôn mà. Chưa lên được mọi người ơi. 20 máu mình còn chụp được lâu á. Mình đấm đau đây mà. Mình đấm đau đây mà. Silat thì phải roll từ giờ à. Ở 40% này. Ơ nhiều với chứ. Ok, để nó tự lên đi anh em ạ. Bán tí đi, bán nhầm anh em. Bùm. Ra số 2 là cho vào đấy. Ra số 2 là em động cho vào đấy. Đừng đùa anh em ạ. Lá su 2 là cho vào đấy. 8% rồi, còn hơn cả level 8 rồi chứ mọi người.